Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video đánh giá rất chi tiết về điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và sau khoảng hơn vài tuần sử dụng cái chiếc điện thoại OnePlus Nord 3 thì mình nghĩ mình đã đưa ra một cái video khen chê rất là rõ ràng về cái sản phẩm này rồi. Và cũng nói thật với bạn luôn là trong cái quá trình sử dụng cái sản phẩm này thì mình cảm thấy là nó rất là tiện lợi đối với bản thân mình. Lát nữa thôi thì mình sẽ nói về những điểm tiện lợi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với từng phần một để xem là những cái ưu điểm của sản phẩm này là gì và những cái nhược điểm của nó là gì. Chúng ta có chấp nhận những cái nhược điểm để đánh đổi lấy những cái ưu điểm của sản phẩm này hay không nhá. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình vừa có điểm khen lại vừa có điểm chê. Cái điểm mà mình khen ở đây đấy là hộp phụ kiện của nó có một cái củ sạc rất nhanh. Củ sạc này là củ sạc 80W và với viên pin là 5000 mAh thì mình sẽ mất tầm khoảng hơn 30 phút. Chính xác ra là mình sạc ở nhà mình có test thì nó sẽ mất tầm khoảng 35 phút là nó sạc đầy pin. Lúc đấy là mình chưa để kiệt pin đâu, nghĩa là nó vẫn còn tầm khoảng 8-9% pin rồi đó, thì mình sạc lên thì mất tầm khoảng 35 phút là nó sạc đầy pin các bạn nhé. Đấy thì cũng nói thêm cho bạn cái điều đó. Cái điểm mà mình chê ở cái hộp này là gì? Đấy là mặc dù cái hộp này nó khá là to nhưng nó lại không có ốp lưng đi kèm. Đấy. Cũng giống như OnePlus 11 thôi thì OnePlus Nord 3 nó không có ốp lưng đi kèm. Và rõ ràng với một cái sản phẩm nó mới như này mà lại không có ốp lưng đi kèm nên là hiện tại, thời điểm hiện tại mình tìm ở trên các sàn thương mại điện tử là nó chưa có. Đấy, nên là khi mà mình dùng ấy, thì mình sẽ phải cẩn thận một chút. Đấy, hoặc là nếu mà bạn nào mà cẩn thận thì các bạn có thể ra các cái hàng quán dán skin. Chúng ta có thể dán skin lên đây. Đấy, để cho nó chống xước cho máy. Nhưng mà với mình ấy, thì mình nghĩ là với cái mặt lưng kính này thì ít nhất là nó cũng đã chống xước một phần ở đấy rồi. Đấy là mình không dán skin. Thiết kế thì thực sự là mình thấy là cái thiết kế của sản này nó có một số những điểm khiến cho mình ưng ý. Ngoài cái việc chất liệu mặt lưng bằng kính ra thì cái viền màn hình của nó rất mỏng các bạn ạ. Ở trong cái tầm giá khoảng 11,5 triệu, cái viền như này mình đánh giá là cực kỳ mỏng rồi. Và viền của nó có thể sánh ngang với cả cái độ mỏng của những cái chiếc điện thoại flagship đấy. Cái phần viền dưới này thì nó dày hơn viền trên một chút xíu, nhưng mà đối với bản thân mình như thế này đã là quá ổn rồi. Đấy, nên là mình không có điểm gì phải lăn tăn ở cái phía mặt trước này cả. Cái phía mặt sau này thì cái điện thoại OnePlus này nó cũng không bị lẫn với cả những cái sản phẩm khác. Bây giờ có rất là nhiều sản phẩm họ làm cái thiết kế kiểu như là iPhone, nhưng mà OnePlus thì không, họ vẫn có một cái bản sắc nào đó của chính mình. Và khi mà mình nhìn vào cái mặt lưng này thì mình sẽ chỉ có đúng một cái điểm chê, đấy là cái mặt lưng này nó để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay, nên là trong cái quá trình sử dụng thì mình cảm thấy là cái chiếc điện thoại mình nó sẽ khá là bẩn. Đấy thì cũng nói chia sẻ với anh em luôn. Và tất nhiên rồi, nếu mà bám mồ hôi và dấu vân tay như này, nếu mà có ốp lưng thì nó sẽ giải quyết được vấn đề, đúng nào nó sẽ chống xước, chống va đập và cầm vào thì trông nó cũng đỡ bị dính mồ hôi và dấu vân tay hơn. Đấy, nhưng mà với việc không ốp lưng thì nó sẽ xảy ra những hiện tượng như vậy. Cái cảm giác cầm nắm ở trên cái chiếc điện thoại này thì rất là tốt nhé các bạn nhé. Cái phần khung này thì nếu các bạn hỏi mình là cầm vào nó vuông như này thì nó có bị cấn tay hay không ấy, thì câu trả lời đấy là nó không bị quá cấn tay đâu. Bởi vì thứ nhất, cái phần khung này nó là cái phần khung bằng nhựa chứ không phải là phần khung bằng kim loại, hay là cũng không phải là phần khung bằng thép để mà khi chúng ta cầm vào chúng ta cảm giác thấy là nó bị đau tay. Và cái thứ hai nữa là các cái phần góc này thì OnePlus họ cũng bo vào khá nhiều kể ở mặt lưng, thế nó khiến cho chúng ta cầm vào nó có một cảm giác rất là chắc chắn và không sợ bị rơi. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thích khi mà cầm nắm cái sản phẩm này. Khối lượng cũng ở mức độ vừa phải, tầm 190 mấy gram, mình thấy là khá là vừa tay rồi, nó không bị quá nặng cũng như là không bị quá nhẹ. Nhìn xung quanh cạnh máy thì mình sẽ thấy một số những ưu điểm, ví dụ như là loa, chúng ta sẽ có loa kép này, một loa phía dưới này với cả một loa ở phía trên này. Và đặc biệt nữa là cái mà mình cảm thấy tiện, giống như ở đầu video mình đã nói, đấy chính là cái cần gạt rung ở đây. Nó rất là tiện luôn. Và cần gạt rung này thì nó sẽ có 3 nấc nha bạn nhé. Chúng ta sẽ vừa có nấc để chỉnh chuông này, chỉnh rung này và im lặng. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thích. Cũng như là khi mà chúng ta kết hợp với một cái hệ điều hành tùy biến Oxygen OS của cái OnePlus này thì nó sẽ cho chúng ta những cái thao tác, ví dụ như là chúng ta kéo 3 ngón tay như này xuống để chụp ảnh màn hình như này. Đấy thì nếu mà bạn nào mà đã quen những cái thao tác như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy sử dụng cái điện thoại này nó tiện lắm. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thích. Nó sẽ giảm thiểu các cái thao tác của chúng ta đi, đúng nào, thay vì việc là ở chụp ảnh màn hình chúng ta phải ấn nút nguồn, nút giảm âm lượng, hay là ví dụ như là chuyển các cái chế độ giữa rung chuông với cả im lặng, chúng ta phải kéo xuống chọn như thế này, nó sẽ mất nhiều thao tác. Thì đây chúng ta sẽ chỉ cần mất một thao tác là chúng ta đã có thể làm được những điều đó rồi. Tiện thể nói về màn hình của chiếc điện thoại này sao? Màn hình của chiếc điện thoại này là một cái ưu điểm lớn đấy. Đầu tiên là về kích thước màn hình là 6,74 inch, là mình thấy là kích thước này là một cái kích thước rất là lớn rồi, đúng nào.
cũng như là cái phần viền màn hình này nó mỏng, nên là khi chúng ta cầm lên, chúng ta giống như là chúng ta đang cầm một cái tấm kính ở trên tay ấy. Cái độ sáng màn hình cũng rất là cao, tối đa lên tới là 1450 nit là đủ để cho chúng ta có thể nhìn ở ngoài trời nắng rất là rõ ràng rồi. Màn hình này thì sẽ có tấm nền là Fluid AMOLED có 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz, có HDR10+. Và các bạn chú ý nhé là cái độ phân giải của nó sẽ là 1240p đấy. Nghĩa là nó sẽ cao hơn Full HD cộng là 1080p đấy nhá. Và cái mật độ điểm ảnh của nó cho ra sẽ rơi khoảng 451 ppi. Bình thường những cái màn hình Full HD cộng thông thường thì mật độ điểm ảnh nó sẽ rơi vào tầm khoảng 400 ppi. Thì cái sổ này nó sẽ tốt hơn tầm khoảng 10-mấy% đấy về cái mật độ điểm ảnh. Và cái độ chi tiết cho ra là rất tốt. Với bản thân mình ý, thì mình thấy là độ chi tiết như thế này là quá sắc nét đối với bản thân mình rồi. Bởi vì với mắt mình nhá, thì mắt cận như này thì mình nghĩ là khéo y chỉ tầm khoảng 350 ppi đến 400 ppi thôi là mình đã cảm thấy rất nét rồi. Huống chi cái sổ này nó là 451 ppi. Và tất nhiên với việc có màn hình AMOLED như thế thì nó sẽ có vân tay bên trong màn hình. Tuy nhiên cái vị trí đặt cảm biến vân tay bên trong màn hình này thì mình cảm thấy nó không tiện đâu, bởi vì là nó khá là thấp, mình sẽ phải với tay xuống dưới này. Đối với những cái sản phẩm flagship ý, thì các hãng họ sẽ đặt cái cảm biến vân tay ở trên cao hơn, ví dụ như ở tầm này chẳng hạn, thì mình với vào nó rất là dễ, rất là tiện. Nhưng mà đối với chiếc điện thoại này thì mình sẽ phải với xuống dưới này, đấy, nó sẽ phải hơi càng tay xuống một tí đấy. Thì mình hy vọng là những thế hệ sắp tới thì OnePlus họ sẽ cải thiện cái vị trí của cái cảm biến vân tay đấy, đặt cao hơn một tí nữa thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Về hiệu năng ấy, thì thực sự là cái sổ này nó quá mượt mà luôn các bạn ạ. Ui, nó mượt khủng khiếp luôn. Cá nhân mình thì mình thấy là cái giao diện Oxygen OS với cả Color OS hay là Realme UI nó tương đối là giống nhau về mặt trải nghiệm. Nhưng cái Oxygen OS này nó cho mình một cái trải nghiệm mà mình có cái cảm giác là nó mượt mà hơn ấy, nó mượt lắm luôn ấy các bạn ạ. Kết hợp với cả cái con chip Dimensity 9000 thì nó sẽ cho chúng ta một cái nhiệt độ rất là tốt. Thêm một cái điểm nữa mà mình thích đấy là RAM ROM mặc định bán ra thị trường Việt Nam, đó là RAM 16GB và bộ nhớ trong 256. Bộ nhớ trong 256 thì quá thoải mái rồi, thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà cái RAM 16GB này thì nó cao hơn mức thông thường đấy nhá các bạn nhá. Thậm chí các bạn biết là những cái chiếc điện thoại kiểu như là S23 Ultra flagship như thế mà cái RAM tối thiểu của nó chỉ có 8GB thôi. Bán ra Việt Nam tối thiểu vẫn là cái phiên bản tối thiểu có 8GB thôi. Đúng nào. Đấy, và số ít những sản phẩm ở trong cái tầm giá này có RAM 12GB đã gọi là khủng khiếp lắm rồi. Thì cái sổ này nó có tới RAM 16GB, nó sẽ giúp chúng ta có một cái khả năng đa nhiệm là rất tuyệt vời. Đấy, và thêm một cái điểm nữa là nó có thể mở rộng thêm 12GB RAM qua bộ nhớ trong nữa. Đấy, tuy nhiên là mình nói thật luôn là cái này mình không kiểm chứng được và mình cũng không coi đây là cái tính năng mà bắt buộc phải có. Mà cái quan trọng ở đây là gì? Đấy là mình chỉ ý đến cái RAM vật lý thôi. RAM vật lý 16GB đã là rất kinh rồi, đúng không nào? Ở trong cái tầm giá này, mình đánh giá là đây là một cái chiếc điện thoại có hiệu năng thuộc dạng xuất sắc ở trong tầm giá này nếu chúng ta xét ở trên tham chiếu là hàng chính hãng mới 100%. Về camera thì mình nghĩ là cái sổ này nó khá là đầy đủ camera, từ camera chính, góc rộng cũng như là camera macro. Đấy, tuy nhiên là cái điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc đấy là cái sổ này nó không có camera tele. Đấy, nếu như nó có camera tele thì nó sẽ đa dụng hơn. Đấy, ở cái video mở hộp ấy, mình đã có một số những bức ảnh chụp ra cho các bạn. Ví dụ như đây là bức ảnh chụp ảnh camera góc rộng này, hay là đây là camera chính này, rồi là đây là camera zoom số lên 2x này. Thì mặc dù cái sổ này nó không có camera tele nhưng mà cái camera zoom số lên 2x nó cũng đủ nét đối với cả bản thân mình rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy là mặc dù zoom số lên 2x nha, xong mình còn zoom lên một chút nữa này, ở đây này, thì chúng ta vẫn nhìn thấy là cái độ chi tiết giữ lại vẫn còn rất là tốt, đúng không nào? Đấy, hay ví dụ như zoom nữa lên, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những cái cục nóng điều hòa ở trên cái tòa nhà này, đúng không ạ? Mặc dù nó rất là xa. Tuy nhiên chụp ảnh selfie thì nó sẽ có một cái vấn đề như này. Ví dụ như chụp ảnh selfie thông thường ở trong điều kiện ngược sáng thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta xóa phông trong điều kiện chụp ảnh ngược sáng thì nó sẽ hơi bị cháy ở cái phần quanh đầu của mình như này. Cái này là thể hiện chưa được tốt này. Đấy, và mình cũng sẽ có chụp qua một số những bức ảnh khác. Tất nhiên mình sẽ không sắp xếp theo thứ tự vì mình mang điện thoại đi là mình sử dụng thôi, chứ cũng sử dụng như kiểu một người dùng bình thường, chứ không phải là chụp ảnh theo kiểu là phải sắp đặt theo thứ tự là góc rộng, góc hẹp, rồi là zoom giữa các thứ lên, đúng không nào? Đấy, thì đây mình sẽ cho các bạn xem qua một số những bức ảnh nhé. Đây là chụp ảnh selfie ở trong một cái studio trang điểm. Các bạn có thể nhìn thấy là chất lượng cho ra là rất tốt, và vợ mình mặc dù đứng ở phía xa rồi nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn thấy là cái chi tiết ở trên người vợ mình vẫn khá là ổn, đúng không nào? Còn đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh selfie với cả
cậu em của mình cũng ở trong cái phòng studio như thế. Ánh sáng thì cũng chỉ là ánh sáng trong nhà thôi, nữa không phải là ánh sáng ngoài trời, nhưng mà cái chất lượng cho ra như này, độ chi tiết cũng như là khi mà zoom vào này, các bạn nhìn thấy là từ râu này xong đến tóc bạc ở trên đầu mình nhìn vẫn rất là khá là rõ ràng, đúng không nào? Vì cái sảo này nó không có camera tele nên thành ra là khi mà chụp ảnh thì mình lại rất hay sử dụng đến camera góc rộng, đặc biệt là khi đi du lịch. Đấy thì bạn có thể nhìn thấy luôn là bức ảnh mà mình chụp ảnh vợ mình ở trong cái điều kiện mà ngoài trời đây. Đấy thì nước ảnh cho ra là rất tốt, cũng như là cái phần nền trời các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, nhìn mây miếc cái thứ là rất là rõ ràng luôn. Hay bức ảnh này cũng vậy. Tuy nhiên khi mà chụp ảnh vào trong bóng tối nó sẽ xảy ra vấn đề như này. Đây là cái ảnh mà mình chụp ảnh trong bóng tối với camera chính nhá. Thì đầu tiên là đối với cả cái phần màu sắc cho lên ở những cái phần biển hiệu như này thì rất là rõ ràng, rất là sắc nét. Tuy nhiên các bạn chú ý là cái phần biển hiệu này thì nó là tĩnh, nó không phải là động như là con người. Đấy thế thì khi mà chụp này, vợ mình chỉ cần hơi di chuyển chân một chút thôi. Đây là các bạn có thể nhìn thấy là nó đã bị nhòe ở phía dưới chân rồi, đúng nào? Cũng như là người đi qua đường này thì hiển nhiên là sẽ bị nhòe rồi này. Đấy. Vậy nên là khi mà chụp ảnh ở trong cái điều kiện thiếu sáng như thế này thì các bạn cần phải chú ý, đấy là chúng ta phải bảo mẫu phải gần như phải đứng im đến mức độ tuyệt đối đấy. Chỉ cần hơi di chuyển tí thôi là nó sẽ bị rung nhá các bạn nhé. Còn lại thì chất lượng ảnh cho ra là tốt với cái điều kiện tĩnh ở trong bóng tối. Đấy, ví dụ như các bạn đi đâu đấy, các bạn chụp ảnh phong cảnh cái thứ chẳng hạn, mà phong ảnh buổi tối chẳng hạn, thì ví dụ như những cái biển hiệu cái thứ như này thì mình thấy là khá ổn đấy chứ. Còn ngược lại với chụp ảnh vào buổi tối thì rõ ràng là chụp ảnh vào ban ngày cái việc bị rung tay hay là cái việc bị mờ là gần như là không có. Đây, mình vừa đi mình vừa chụp cho đôi nam nữ này đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn này, không bị rung một tí nào, mặc dù là chân các bạn ấy vẫn đang di chuyển đấy các bạn nhé. Còn đây là một cái bức ảnh mà mình chụp ảnh ở trong sảnh cưới lúc mà trời đang nhá nhem tối và điện ở bên ngoài cũng không đến mức độ quá sáng đâu, nhưng mà như thế này là mình đánh giá là được, bởi vì đây là chụp ảnh bằng camera góc siêu rộng các bạn nhé. Cái camera góc siêu rộng ấy, thì thường cái khẩu độ mở của nó không được lớn, cũng như là cái độ noi của nó, nếu mà chụp ảnh vào buổi tối nó sẽ noi nhiều hơn so với camera chính, nhưng mà chụp ảnh như này là mình chấp nhận được rồi. Còn chụp ảnh ngoài trời với góc siêu rộng như này thì mình thấy như thế này là ổn. Còn xóa phông ấy thì mình đánh giá là xóa phông chỉ ở mức độ tầm khoảng 7 điểm thôi. Tại vì sao? Tại vì là đầu tiên ấy là cái sảo này nó sẽ không có xóa phông đối với camera tele, bởi vì nó không có camera tele. Nên là với việc xóa phông 1x nó sẽ vẫn xảy ra một số những vấn đề. Ví dụ như đây mình chụp ảnh xóa phông con mình đang đứng ở trên xe máy nhá. Thì về cơ bản là tiền cảnh với cả hậu cảnh là tương đối tốt rồi. Nhưng mà khi mà mình zoom kỹ và mình xăm soi vào cái phần đuôi xe, đuôi của xe máy này. Đấy thì nó sẽ có cái phần đuôi này nó bị xóa mờ đi, nó bị lẹn đi. Đấy, thì cái đấy là mình thấy là nó xóa chưa tốt. Còn nếu các bạn chụp ảnh với mỗi mẫu không thôi thì nó sẽ xóa phông rất là tốt đấy nha các bạn nhé. Đây là một bức ảnh mà mình chụp ảnh góc siêu rộng như này. Đấy, để rõ luôn cả trời, cả mây, cả núi, những thứ để xem là nó tái tạo cái màu xanh của vùng trời cái thứ như nào, cũng như là màu xanh ở trên quần áo cái thứ như nào. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy luôn là bức ảnh tái tạo lại khá là tốt. Và đây cũng là một cái bức ảnh mà mình chụp ảnh selfie ở trong cái điều kiện là ánh sáng ở trong nhà hàng, nó cũng không phải là sáng nhỉ ngoài trời, nhưng mà như thế này là mình thấy ổn rồi. Nói chung ấy là camera của chiếc điện thoại này thì mình thấy là có cả điểm khen lẫn điểm chê, nhưng tổng kết lại thì camera của nó mình đánh giá là đủ dùng đối với cả người sử dụng thông thường. Nếu như nó có thêm camera tele thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Còn về pin ấy, thì với bên pin 5000 mAh thì cái dòng này sẽ thoải mái cho chúng ta sử dụng trong một ngày làm việc nhé. Một ngày làm việc như là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì của mình nó còn tập khoảng 20% pin, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có một cái sạc rất nhanh, đấy là sạc 80W và chỉ mất tầm khoảng 35 phút để mà mình sạc đầy pin cho sạc này thôi. Tất nhiên là mình sạc đầy pin từ tầm khoảng 89% pin lên. Còn về các yếu tố khác nữa, ví dụ loa ngoài là loa kép, thì mình thấy là cái loa phía dưới này nó sẽ nghe to hơn cái loa phía trên này, và cái việc chênh lệch âm lượng giữa hai cái loa này là tương đối rõ đấy, chúng ta có thể cảm nhận được thấy đấy. Phần mềm thì cũng là những cái phiên bản phần mềm mới nhất bây giờ rồi. Còn kháng nước kháng bụi thì là IP54 thì nói thật với bạn là mình cũng chưa test đâu, mà cũng không ai tài trợ cho mình trong cái việc là test nước cái sản này cả, nhưng mà mình nghĩ là IP54 nó sẽ đủ để cho chúng ta kháng nước nhẹ, kiểu như là nếu như đi mưa, mà nếu như đang đi ở trên đường, nhỡ may có cơn mưa đổ xuống, hay là để điện thoại trên bàn này, mà nhỡ may có cốc nước nó đổ ở trên bàn này thì nó đỡ hơn đấy. Cũng nói với bạn luôn là hôm trước laptop của admin Kha đã để cốc nước ở trên này, tự nhiên nó đổ lên trên bàn phím luôn, thế rồi sau thay hết cả cụm bàn phím luôn vì laptop đấy nó không kháng nước đấy. Cái đấy là cái điểm rất là dở, đúng nào? Thì với việc là có kháng nước của sản này thì ít nhất IP54 méo mó có hơn không. Rồi, tổng kết lại thì mình đánh giá là OnePlus Nord 3 trong cái tầm giá 11,5 triệu, tất nhiên là chưa trừ quà nha bạn nhé, trừ quà thì giá nó sẽ tốt hơn như này rất nhiều, thì nó gần như là một cái chiếc điện thoại toàn diện ở trong cái tầm giá này, và mình đánh giá là đáng mua nhất ở trong tầm giá này.
Thứ nhất là hiệu năng có thể gọi là rất mạnh ở trong dòng giá. RAM là cao nhất ở trong dòng giá này rồi, đúng nào. Màn hình cũng thuộc dạng đẹp nhất ở trong dòng giá này, độ chi tiết cao, tần số quét tốt, kích thước màn hình lớn. Đấy, thiết kế thì cũng khá là đẹp với viền màn hình cực kỳ mỏng, camera ở mức độ đủ tốt, pin thì cũng ở mức độ đủ dùng và một cái sạc siêu nhanh, có loa ngoài là loa kép, vân tay ở bên trong màn hình cái thứ đầy đủ. Đấy, có những điểm trên mình đã nói rồi. Hộp phụ kiện thì không có ốp lưng, chưa có camera tele, khung viền thì bằng nhựa, loa thì nó sẽ bị một bên to một bên bé, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà các bạn có chấp nhận đánh đổi những nhược điểm để đánh đổi rất nhiều những ưu điểm của sản phẩm hay không? Có thể lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của sản phẩm này tại website của Cellphonet. Cellphonet hiện tại đang phân phối chính hãng OnePlus Nord 3 với mức giá rất là tốt. Nếu như các bạn kích vào đường link cũng như là nói là thế nếu bây giờ tôi không muốn lấy quà thì giá cuối cùng sẽ là bao nhiêu, nó sẽ rẻ hơn mức giá mà các bạn nhìn thấy trên hình rất nhiều đấy. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.